chồng và đứa trên đầu tôi quá, mưa đang đi coi bóng đá ở nhà. Trước này thì còn thằng anh nổ ra thì đi chụp vào cùng nhau thì làm kiếm cơm. Thì nói chung là nếu mà muốn hạng cùng một thằng anh ấy thì với lại những cái mùa giải sắp tới thì trong game mình là đều có slot thứ ba để mùa chơi nha, đó là gọi là Saba Sport đấy. Mà khi vừa vào slot Saba Sport thì anh sẽ được gọi là cá cược bóng đá các ok người mời đấy. Tại cổng game này thì game một bộ nên vừa là rất là nhanh chóng đấy. Ok chưa, bắt đầu màn hình mình đây đánh ra xỉu cả nhà. Thì tôi nay là có trận Liver đá thì tôi lại nằm nhẹ Liver 10 cũ rồi, nên mình cố gắng để gọi là kéo về lại thêm nữa bác. Cầu này chắc anh em đi về nhẹ, đi lại cái tài đi đánh cho một bộ trình đẹp nhá. Cầu này về lại tài là hai cũ được nhập kịp này, kịp tài với lại ăn được không thôi. Thấy không, nhập kịp tài nhưng mà lại bị gợi ích bác. Cầu đang đi về điểm mà mình đâu coi cầu đâu, cầu đi ngắn dài không. Nếu mà gặp nếu cầu này mình đánh mình coi cầu mình sẽ đánh về xỉu quá chứ mà mình đánh tài đâu. Đấy, mình thấy cầu tài này ngon quá, ok hấp thực cho tài vào này nhá mọi người. Vốn mình chỉ có 30 triệu đồng nên vào đây cùng nhau ấp lãi với bờ với cổng game đi đùa chơi. Thì với những công thức nhà mình đánh thì anh em sẽ gọi là yên tâm ở nhà với cổng game mình bác. Tôi sẽ gọi là cho anh em những công thức rất là hay ho để mọi người cố gắng về bờ ở nhà. Cầu này đi lại chung cái xíu nhá. Tôi biết cầu này nó sẽ với tài nhưng mà cầu này em coi này, cầu này sẽ đi là thành cầu 3-1 ở nhà, ok chưa? Đến về cái 3 củ xíu. Bên này đi 2-1 thì anh em thấy là có kép 12 không? Nhưng mà kép nó không nghe lời nhau này, có kép 14 nó không nghe lời. Thì giờ kép 12 thì lại gọi là thành về lại cái con kép trắng cả nhà. Kép trắng mà kép 12 này khó đánh quá nhờ. Này anh em cứ bê lại cho mình là cái tài thôi, cứ bơ theo một cầu là 2-1 ở nhà. Chứ mình đừng có vẽ cầu đúng không? Cầu đang đi đẹp thì vẽ cầu làm gì đúng không? Thì cố gắng anh em vào đây là phải gọi là học hỏi theo mình các thầy đánh để gọi anh em mình cùng nhau về bờ rất là gọi là ok la ổn áp. Hay là nói chung là tôi thì không có khuyên em là phải gọi là nạp nhiều như tôi đánh làm gì, thì tôi đánh thì chỉ có nhẹ nhàng một ngày bao nhiêu tiền đấy thì vào đây mà cứ gõ thôi. Mình cứ kiếm lãi một ngày tầm là 10 đến 25 củ đấy, nó gọi là cách dễ dàng nhất kiếm tiền ở nhà. Bên lại còn tài cái 3 mét nào đi mời. Ôi sao lại gãy 2 cây thế này toang nhờ. Bên này là 6-3-1 kiếm 2 đẹp quá thế này, mình đánh lại thua anh em ơi. Rất là cây đấy. Ok cầu này để có đánh gì và gì nhá. Cầu này chắc là về là 1-1 rồi anh em ơi. Đánh lại cái 5 củ một xíu nào. 5 củ xíu đi. Bên này sắp đi là 1-1 đấy, dài đấy mà đánh lại cái 5 nữa. Đấy làm lại 2 cái 5 thì anh em mình gọi là ở sự sai vấn đề nhá mọi người. Cái cổng game mình là cổng game thì là chơi, cổng này cũng 1-1 nên mọi người vào đây chơi thì cứ nhau gọi thoải mái vui vẻ thôi. Nó không có gì phải lo hết các bác. Bồi vàng thì anh chỉ có thua đánh chỉ có là không được bồi vàng. Đánh là càng hay là càng tốt các bác, và là soi được cầu kỹ càng để có những cây phương án chốt đơn. Đấy không? Tôi là một ngày kiếm tầm vài phút kiếm được vài chục triệu thôi. Nó không cần là kiếm nhiều nhà. Vậy là con xíu mà cây 5 mét nào. Tóc bồi vàng được không đây? Vậy là xíu cái 5 nhá. Mong anh em vào đây cứ gọi là bắt cầu với lúa các bác, chứ không cần gì phải lo xa làm gì các bác em ơi. Vậy lại cái xíu 5 mét nào em ơi, nhẹ nhàng tình cảm thôi. Chứ không có gì gọi là vội vàng làm gì, 5 mét xíu nào. Một này, ôi ôi đứng ra 5, đúng rồi đấy, lại xíu hấp nha em ơi. Hấp xíu nha, ok một cây 5 rồi. Cây này ăn được là anh em lãi được tầm là 5 củ, hoặc là 4 triệu 9. Tầm đó nếu là đa tài, cầu này đa tài được không ta? Ôi dồi, chứ mày có một cái này là liếm muốn nặng rồi các bác. Má, cầu nặng ra có một tôi rất là ghét. Cái cầu là nặng là một lắm. Đây phải là cái tài 5M đi, đang đi cầu đẹp mà. Mình đang cứ đi đây đi theo cầu một thôi. Cầu này đi lại mình cái xỉu tiếp một rồi mà xỉu đi mắt 2 nhờ. Và cầu này anh em thấy là đi xỉu mắt 2 nhưng mà cầu này tôi nghĩ là vẽ về là được anh em ơi. Đó là cái 5M này. Em một ăn hai thua thì cũng được. Cầu này đang đi cầu ra đồng hoa ấy, nhưng mà tôi không biết là ra được đồng hoa hay không, tùy thôi. Thì tìm công thức như thế nào, tìm gõ như nào đúng bác. Đấy, thì nói chung là anh em là vào đây nếu mà mọi người thấy kênh tôi hay xin một like, subscribe nhé mọi người. Và đừng quên hàng ngày là theo dõi những gọi là cái video kênh nhà mình để gọi anh em bắt cầu về bờ với cổng game đùa chơi nhá. Tập trung anh em ạ, tập trung đánh thôi. Tùy quán chơi bóng đá là hơi ồn nào thì mọi thông cảm nhá. Giờ này là kiểu như cuối tuần đấy. Cuối tuần thì vừa mình phải kiếm tiền các bác em ơi. Đấy và lại trong game là có slot Saba Sport ở mười đặt cược nữa. Đấy ok về lại cái tài nào. Này có 1-1 anh hấp nha. Rồi có 2, có 3, này có 6 này. Ôi hấp nha em ơi, hấp tài nhẹ nhàng vội vã luôn em ơi, không phải xoắn. Cầu giữ đi 1-1 đẹp quá nha. Này vừa nãy mình vẽ trước rồi, này mình là xỉu đẹp này các bác, là xỉu thì nó thật là số 10 điểm luôn. 10 điểm là có số luôn em ơi, không có nhưng. Đấy có con 5, có con 2. Ôi đồ có con 6 nữa. Cái này là không có 10 điểm rồi. Cầu đi đẹp cái này mà còn bị gãy các bác. Quang thật sự luôn ấy. Quán này tôi nghĩ là sẽ vẽ về bên xỉu của nhà, chứ không vẽ về bên tài đâu. Má cầu này đi khó chịu quá nên mà nhìn không đánh, chả biết đánh sao ấy.
cầu này cứ 2112 này, 11 này, không biết cầu này đi đánh sao nữa. Cầu này đi đu 11 nhưng mà sợ bị gãy hai cái thông, nó chắc chắn là sẽ về chỉ có 3 tài và 2 xỉu thôi. Biết là anh như nào cho ăn đây, trời ơi. Má bên này thì anh em thì chỉ cần là can tìm một xỉu nhá, để mình cả đánh nhá. Không do là mình bàn xanh này nó sẽ cân cửa mà đỏ nó không cân cửa. Nếu mà bàn bàn xanh nó đi nằm trước nó dễ hơn. Đó không phải ấy, còn lại tiếp tục về bú được không đây. Xỉu 5M không? Đây là xỉu 5M là anh em bú được nhá. Hấp được không ta? Bên này xỉu đang cân cửa tức lên tiền rồi. Khó sơi lắm. Này để tôi đánh kia này tôi gỡ. Đúng rồi, 5-3 dài gỡ được đấy không? Gỡ được tiền anh đánh nhẹ nhẹ thôi. Đấy bây giờ mình còn thời gian đánh nhẹ cây 2 cục 7 với xỉu nào. Tiếng xỉu đang đi lên 1 tỏi 5 này các bác. Đấy em ơi. Thì nhưng mà cầu tài đi lên tiền hơn đấy không? Cầu tài đang gọi là bơ tiền rất là cao luôn. Đây về là cái xỉu 2 cục 7 nào. Nhẹ nhàng tình cảm thì ấp được lúa rồi, vẫn gọi là vội vã một ngày nên kiếm cháo kiếm cơm thì vào game thì kiếm mà dễ dàng rồi, cứ nạp vào vài đồng anh em kiếm thôi các bác, chứ anh em đừng có gọi là tin nhau cái gì vậy mọi người. Cầu này là có cái con 10 7 9 10 là không có 8 nhở, sợ này bị với số 8 ở đâu ấy. Con này đánh về nhẹ nhẹ về là cây là mình là 3 cục với tài đi, đánh chỉ có là nhẹ nhàng mà đánh nhiều. Tôi đánh vài xỉu thì anh em mới gọi là chất lượng của bác 4 cục luôn nhá. Đấy, anh em mình qua đây gọi là sơ nhau, mong là có được cái đà, gọi là thêm công thức về bờ được các bác với cộng với nhà mình các bác anh ơi. Tài cái 4M nè, không được tài 4M không? Mong anh em vào đây là lầm được 4 nè anh ơi, 4M tài nhá. Này anh em vào đây hốc được cầu là cứ gọi cái tín luôn các bác. Cộng game mình là cộng game thì đừng cho chơi. Tôi sẽ để cái link em ra phần mô tả người tải game mà anh em vào đây gọi là học hỏi như mình gọi là so những công thức về bờ nhá. Đấy, tôi chỉ so một game này thôi bác, chứ tôi không có chơi nhiều game 1, 2, 1, 2, 2 rồi. Má quả này về lại cái cây xỉu 9 nhờ. Mẹ nhìn đâu thế nhờ các bác. Đồ này đánh với tài thôi. Đánh với lại cái tài cái 3 đi. Cái 3 cũng tài đi. Từ từ đánh không có vội vã làm gì bác. Cố gắng anh em mình sẽ gọi là từ từ sẽ gọi là soi ra được cái cây chốt đơn ở nhà. Chứ mình không phải lo đâu. Ủa cái tài là không cầm tiền nhá. Đó là hình quá là xỉu hình quá. Đây là bức đệm mà ơi. Và này chắc là bước đệm cho anh em mình ăn sao với cái này, đó là cái toán cũ với lại cái xíu nào. Còn từ cái này thì mình gọi là chốt đơn được không đây. Cái này tôi nghĩ là khả năng cao, rất là cao nó phải xíu ấy, nó không phải đâu đâu. Khả năng rất là cao về xíu. Về xíu cây tám cũ nè. Ở đây mình hấp được cầu nhá. 8M thì là cái 8M thôi. Cố gắng đi vào đây chơi với cái sơ đồ ở nhà. Ok, cho 8M xỉu này. Đăng ký cho em nhóm WhatsApp ngay, hỗ trợ đăng ký cho em ngay bác. Soi cầu mà uy tín ở nhà nhưng ơi. Ok, chờ tiếp tục lại cây 8 cục với xỉu nào. Mong đây anh em hấp được 4 là cứ vội vã về bờ thôi. 8 cục có ăn được không đây. Mong là soi được. 8M xỉu nha. Đắp lại cây 8 cục xỉu nha. Đây anh em mà ăn được không đây. Trời ơi, 1 này có 1 rồi, 2 có 1 là hấp rồi bác. Ok chưa. Đấy thì một ngày nên kiếm nhẹ nhàng tầm là 5 củ ấy, nhẹ nhàng thôi, thấy không? Tôi đi uống cà phê kiếm 5 củ thoải mái. Ok chưa? Bạn nào thấy kênh tôi hay xin một like subscribe nhé. Mình cắt điều lại, cắt kiếm lại một ngày ở nhà tại gọi những cái cộng game ta xíu. Trước đây một ngày chơi vui mắng với cộng game mình. Ok tắt video tại đây các bác. Bye bye anh em, bye mọi người nhá.